Thông thường khi mới kết nối với Vava thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đơn vị hiển thị là MPH. Đó chính là cái đơn vị đo lường thường được sử dụng ở các nước phương Tây như là Mỹ và Anh. Thì một mile thì vào khoảng 1.6 km. Đấy là với đơn vị đường bộ nhé. Nếu khách hàng sẽ hỏi chúng ta là đổi cái đơn vị mặc định mile ngày sang km/h cái gì, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Chúng ta sẽ quay trở ra cái app này. Dưới này có 4 cái tab. Hãy vào cái tab cuối cùng. Trên này sẽ có phần cài đặt. Pistang Unis. Thì chúng ta sẽ có đổi đơn vị km/h. Và chúng ta sẽ quay lại kết nối để xem là chính xác không. Đây, đã chuyển sang km/h rồi đây. Thông thường khi mà chúng ta nhìn trên nhìn lại cái video đã đi ấy, thì số km thì luôn lớn hơn cái số mile. Vì vậy nếu anh chị nào cãi nhau thì hãy chú ý đến đơn vị của mình nhé. Lý do mà đơn vị mặc định nó lại là mile là bởi vì là Vava là một thương hiệu của Mỹ. Chính vì vậy mà nó sẽ ưu tiên cái phần mile hơn. Hy vọng sắp tới thì nó sẽ có thể tự động nhận dạng là anh em là người dùng ở Mỹ hay ở Việt Nam, đúng không ạ? Ok, chúc quý vị thành công.